Ông Trần Quốc Vượng nói gì tại buổi trao quyết định cho Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ? Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương Đảng điều động phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa xã hội, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện hội nhập quốc tế sâu rộng và là điểm đến tin cậy đối với các đối tác đầu tư, kinh doanh trong và ngoài nước. An sinh xã hội được chú trọng, đời sống, tinh thần của nhân dân thủ đô ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đảng bộ thành phố coi trọng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực ở tất cả các cấp. Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Trong đó, có sự đóng góp hết sức quan trọng của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy và cá nhân đồng chí Hoàng Trung Hải trên cương vị là người đứng đầu đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, xuất phát từ tình hình thực tế của thủ đô, yêu cầu lãnh đạo của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Vừa qua, Bộ Chính trị đã thảo luận và quyết định để ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội và điều động ông Hoàng Trung Hải làm Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội thứ 13 của Đảng nhằm phát huy kiến thức, năng lực nghiên cứu chiến lược, kinh nghiệm công tác của đồng chí vào công việc chung của Đảng. Ông Trần Quốc Vượng khẳng định, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng đối với Đảng bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, cân nhắc các mặt và quyết định phân công điều động ông Vương Đình Huệ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hà Nội thay cho ông Hoàng Trung Hải. Điểm lại quá trình công tác của ông Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn phù hợp với yêu cầu lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, nắm vững công tác xây dựng đảng và quản lý nhà nước ở Trung ương, có uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, có bề dày kinh nghiệm công tác, am hiểu tình hình kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của thành phố. Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Bộ Chính trị tin tưởng rằng ông Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể thường trực, Ban chấp hành, Ban thường vụ đảng bộ và nhân dân thành phố, đoàn kết, thống nhất, chung tay chung sức, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, xây dựng thành phố Hà Nội năng động, đổi mới sáng tạo, thực sự là thủ đô thân yêu, trái tim của cả nước.